Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, sáng ngày 25 tháng 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Các đại biểu cũng thảo luận về nội dung tăng cường công tác phòng chống COVID-19 trong thời gian tới. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đánh giá nhiệm kỳ chính phủ Quốc hội khóa 14 đã vượt qua nhiều thách thức, kể cả về ô nhiễm môi trường, về thiên tai, đại dịch, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tạo niềm tin của người dân. Về công tác phòng chống dịch của Việt Nam trong những năm qua, các đại biểu cho rằng một trong những giải pháp để đạt được thành công là chính phủ đã quyết định quyết liệt phòng chống dịch nhưng không áp dụng biện pháp thái quá cực đoan. Thời gian qua, nhiều địa phương đã có những cách làm rất sáng tạo, khoa học trên cơ sở nắm chắc tình hình và đánh giá chính xác nguy cơ xâm nhập lây lan của dịch, đã đưa ra những biện pháp phù hợp, từ đó hạn chế tối đa ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân. Các đại biểu cũng đánh giá cao sự chỉ đạo sáng suốt kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các quyết sách chống dịch, đánh giá cao sự hy sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự sẻ chia và chi viện kịp thời giữa các địa phương. Có thể nói, Việt Nam là một trong số những quốc gia đã sớm đưa lực lượng quân đội, công an vào tham gia chống dịch cùng sự chung sức đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh còn hết sức phức tạp, đại biểu đề nghị chính phủ quan tâm cập nhật xây dựng các kịch bản về dịch bệnh và dựa vào các kịch bản đó xây dựng các chỉ tiêu, kịch bản cho sản xuất, cho phát triển kinh tế một cách hiệu quả bền vững. Trước đó, để tạo điều kiện cho các cơ quan tập trung cao độ kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Quốc hội khóa 15 đã thông qua tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định rút ngắn thời gian kỳ họp thứ nhất, điều chỉnh chương trình từ ngày 25 tháng 7 đến khi bế mạc kỳ họp, theo hướng làm việc cả ngày Chủ nhật, giảm một ngày thảo luận hội trường về nội dung tài chính ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời kéo dài thời gian một số phiên làm việc đến 18 giờ. Như vậy, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ kết thúc sớm hơn 3 ngày, dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 28 tháng 7, thay vì ngày 31 tháng 7 như kế hoạch.